Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập trang 55, 56 vở bài tập môn toán lớp 4. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Ồ, nếu các em sẵn sàng thì nhớ là đồ dùng của chúng ta trong những ngày này cần phải có một cái thước hoặc một cái eke nha. Để làm gì? Để chúng ta kẻ, vẽ hoặc là đo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài thôi. Chiu. Rồi, bài của chúng ta. Họ cho chúng ta này. Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống theo cái mẫu. Đó. Họ cho chúng ta hai cái hình. Đó, đây là một cái hình, đây là một hình nha, hai hình này. Và họ yêu cầu chúng ta điền này. Đây họ đã điền một ô chúng ta rồi. Có góc vuông là, tức là cái hình này sẽ có góc vuông là. Đó, họ đã điền này. Là họ đã điền cho chúng ta góc M, cạnh là MP và MO. Họ phải quan sát ở đây. Sang hình này thì có góc vuông, ta nhìn thấy họ đã đánh dấu đây. Có 3 góc vuông này, 1 này, 2 này, 3. Vậy chúng ta sẽ điền thôi. Góc vuông thứ nhất nhé. Đây là góc gì? Gọi là góc D. Góc vuông đỉnh D. Các em chú ý viết nó nhỏ nhỏ lại ra, tại vì họ chỉ cho chúng ta cái dòng rất là nhỏ thôi. Góc đỉnh D này. Đó. Góc đỉnh D. Cạnh của chúng ta. Đỉnh D này. Cạnh là. Cạnh là gì các em nhỉ? CD và AD. Chúng ta lưu ý. Cạnh của góc vuông thì chúng ta phải đọc từ phía ngoài vào và phía trong của góc nha. Cạnh là CD này. CD phải AD. Rồi, góc thứ hai các em nhìn đây, các em thấy nè. Đây là góc B, có cạnh là DB và CB. Góc đỉnh B. Đó. Góc đỉnh B này có cạnh là CB. Đây CB và đây là DB. DB. Được chưa? Và góc thứ ba này, chúng ta nhìn thấy đây là góc đỉnh A, cạnh là DA và BBA. Đó, góc đỉnh A cạnh DA và B BA. Được chưa? MP MO, họ đây là MP. MP với MO hả? Đó. Rồi, ta xong cái thứ nhất là có góc vuông nhá. Tiếp theo nè, ta tìm đây là có góc nhọn. À, nhìn cái hình này, chúng ta thấy có mấy góc nhọn đây. Góc nhọn thứ nhất này, MPO này. Góc nhọn thứ hai này, MPN này. Góc nhọn thứ ba này, OPN. Góc nhọn thứ tư sẽ là MOP. Góc nhọn thứ năm là MNP. Được chưa? Đấy, rất là nhiều ha. Rồi, vậy thì có góc nhọn chúng ta sẽ ghi góc. Ta sẽ đi lần lượt theo đỉnh luôn nha. Góc đỉnh P. Góc đỉnh P có cạnh này. Cạnh ở đây. Và chúng ta sẽ làm thứ nhất là góc đầu tiên là MP, tức là cái góc lớn này. MP và NP. Cạnh là MP. Thứ hai là NP. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Cũng đỉnh P này còn hai góc nữa. Tiếp theo là góc đỉnh P.
Nhưng mà cạnh đây lại khác. Cạnh đây là nhỏ này. Mà P và O, OP. Mà P, OP. Ốc thứ ba này, cũng đỉnh P. Cạnh là OP và N, NP. Đó. Ba là góc đỉnh P cũng có cạnh OP, OP và N, NP. Rồi, mình chưa góc P này xong nhá. Và góc tiếp theo chúng ta thấy này, đây là góc N này. Góc N đúng không? Cạnh chúng ta lấy này. Ta có thể lấy là cạnh ON với PN cũng được, hoặc là MN với PN cũng được. Thấy chưa? Rất là nhiều góc đúng không? Rồi, góc tiếp theo. Góc đỉnh N. Đó, chúng ta lấy cái cạnh dài nhất đi là MN với P, PN. Cạnh này. MN với P, PN. Rồi, tiếp theo ta thấy MOP là góc đỉnh gì? Góc đỉnh O này. Góc đỉnh O. Góc đỉnh O cạnh chúng ta là MO và P, PO. MO và P, PO. Đó, như vậy đây có tới mấy góc? 5 góc. Nhiều ha. Rồi tiếp theo sang cái bên này, chúng ta tìm các góc nhọn. Góc đầu tiên ta thấy nè, ở đỉnh D này. ADB này, được chưa? 1 này. BDC này, 2 này. Được chưa? Góc B này thì có ABD. Rồi góc BCD. Được chưa? Và thầy sẽ lần lượt ở chỗ góc D này, chúng ta có hai cái góc nhỏ nha. Góc đỉnh D. Đó. Góc đỉnh D có cạnh. Đỉnh D này có cạnh sẽ là AD và B, BD. AD và B, BD. Tiếp theo chúng ta cũng tìm ở đỉnh D luôn. Góc đỉnh D. Góc đỉnh D tiếp có cạnh sẽ là BD và C, CD. BD và C, CD. Rồi, cái đỉnh D có hai góc nha. Rồi chúng ta sang đỉnh B này. Đây đỉnh B, đây là góc nhọn đúng không? Góc đỉnh B. Hai đỉnh B thì sẽ có cạnh là AB và D, DB. Cạnh AB và D, DB. Rồi, góc tiếp theo đó là góc BCD đúng không? Là góc là C này, góc đỉnh C cạnh BC, cạnh là BC và D, DC. Đó. Còn góc nào nữa không kem? Còn góc nào nữa nè? Chúng ta có góc đỉnh D này, có hai góc này, một góc, hai góc này. Được chưa? Đỉnh này, đỉnh B chúng ta có một góc này, đỉnh C có một góc này. Và bây giờ còn góc nào nữa không? Ta nhìn xem góc ADC này vuông rồi nha. ABC đây này là góc, góc tù đúng không? Đây, góc tù rồi. Rồi còn góc nào nữa không các em nhỉ? Rồi như vậy chúng ta hết các góc rồi, chỉ có 1, 2, 3, 4 góc thôi. Đây, góc thứ nhất nè, 1 nè. Góc thứ 2 nè, góc thứ 3 nè. Và đây là góc thứ 4. Đó, chỉ có 4 góc thôi nhé. Được chưa?
Rồi chúng ta đến với câu tiếp theo. Góc tù. À, các em quan sát đây, góc tù là góc sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn góc vuông. Vậy thì trong hình này chúng ta thấy chỉ có một góc tù duy nhất. Đó chính là góc PON này. Đó, đúng không? Rồi, vậy thì góc tù ở đây là góc đỉnh O. Góc đỉnh O. Cạnh là PO và N, NO. Cạnh là PO và NO. Chưa? Rồi, ở đây chúng ta thấy có một cái góc lớn hơn. Lớn hơn góc vuông. Đó là góc nào? À, đó chính là góc này nhá. À, đây là góc vuông, lớn hơn góc vuông thì sẽ là góc tù nè. Đó, sẽ là góc A, B, C. Đúng không? Góc là A, B, C nè. Vậy thì góc của chúng ta sẽ là góc đỉnh. Góc đỉnh B. Đó, có cạnh là A, B và B, B, C. A, B. Rồi B, B, C. Rồi, xong nha. Rồi góc bẹt nè. Ta quan sát ở đây xem có góc nào là góc bẹt. Góc bẹt là góc mà nó phải lớn hơn thì hai lần góc vuông. Đúng không? Vậy thì trong các góc này thì có góc nào góc bẹt không các em? À, ở đây cái đây có được gọi là góc bẹt không? Góc O nè. Góc O này có được coi là góc bẹt không? Đó. Góc O thì sẽ bằng góc tù cộng với góc nhọn nè. Được chưa? Bên này thì có góc bẹt không nhỉ? Góc nào góc bẹt? Hai lần góc vuông. Ở đây có góc bẹt không các em? Như vậy thì chỉ có MON này là góc bẹt thôi đúng không? MON này. Đây nó sẽ bằng hai lần góc vuông này. Đó. Thì nó là góc bẹt. Còn bên hình này thì không có góc nào là góc bẹt hết. Ta muốn biết là góc bẹt chúng ta đo thôi. Vậy thì góc này nó sẽ bằng hai lần của góc vuông cộng lại này. Đó. Nó là hai lần của góc vuông. Vậy thì góc bẹt nó là một đường thẳng đúng không? Thì nó chỉ có là góc O này thôi. Đó, vậy thì góc ở đây sẽ là góc đỉnh O. Góc bẹt đây sẽ là góc đỉnh O. Có cạnh sẽ là MO và NO. MO và NO tức là nó một đường thẳng. Được chưa? Đó. Vậy thì trong cái bài này chúng ta đã thực hiện xong nhá. Ta đến với bài số 2 nè. Bài số 2 họ yêu cầu ông ta đúng thì ghi chữ đờ và sai thì ghi chữ S vào cái đây. Họ cho ông ta cái hình. Đường cao của hình tam giác ABC là các em biết được khái niệm đường cao của hình tam giác. Đường cao của hình tam giác. Đường cao hình tam giác là như thế nào các em nhỉ? À, đường cao hình tam giác là nó phải gì? Vuông góc với gì? Vuông góc với cạnh đáy nha. Đó, vậy thì đây mới gọi là đường cao. Vậy giờ chúng ta xem. Đây là khái niệm chúng ta đã học rồi, chưa? Vậy thì chúng ta xem nào. Rồi họ cao nè. Đường cao của hình tam giác AH nè. Đây, AH là cái đường này chúng ta thấy nó có vuông góc với cạnh đáy không? Không, nó chỉ cắt cạnh đáy thôi. Đúng không? Vậy thì đây sẽ là sai. AB đây chúng ta thấy nó có một góc vuông này. Đó, vậy thì đây chính là đường cao AB chính là đường cao thì sẽ là đúng. Rồi. Như vậy xong bài số 2 nhá. Rồi chúng ta sang trang 56. Trang 56 họ yêu cầu chúng ta vẽ một hình vuông
ABCD có cạnh AB bằng 3. A hình vuông thì tất cả các cạnh đều bằng nhau. Và họ yêu cầu chúng ta vẽ cái hình mà có cạnh bằng 3 thì chúng ta vẽ trước nữa nè. Các em đánh dấu nhá. Cạnh bằng 3 này. Rồi, đánh dấu nè. Này trong các bài trước ta đã thực hiện rất là nhiều rồi. Cạnh bằng 3 là 1 2 1 này, 2 3 này. Đó, cạnh bằng 3 đến đây đúng không? Đó, ta đánh dấu xong một cạnh. Tiếp theo, ta đánh dấu cạnh thứ hai bằng 3. Đó, bằng 3. Ta đánh dấu tiếp cạnh này bằng 3. 1, 2, 3. Rồi, và đánh dấu tiếp cạnh này bằng 3. Được chưa? À, như vậy thì tất cả các hình vuông này cạnh đều bằng 3 thì chúng ta sẽ kẻ các điểm này với nhau thôi. Đó, để ra hình vuông. Các em kẻ thì các em nhớ các em kẻ lùi xuống nha, thầy kẻ hơi lên trên cao này tí nhưng cũng không sao. Rồi, như vậy thì chúng ta đã kẻ xong được hình vuông A, B, C, D. Và họ yêu cầu chúng ta điền cái này là AB này bằng 3 cm. Xong bài số 3. Và đến bài số 4 nào. Yêu cầu chúng ta vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 5, chiều rộng là 4. Rồi, ta cứ vẽ hình chữ nhật trước đã đi. Chiều dài là 5 cm. Đây, chiều dài là 5 cm nhá. 5 cm kèm đánh dấu này. 1 cho đến 5. Được chưa? Đó, 1 đến 5 này. Rồi, chiều rộng là 4 này. Chiều rộng đây kèm đo 4 cm. 1, 2, 3, 4 này. 4 cm này. Đó. Rồi chúng ta đánh dấu đây, chúng ta đo 5 cm tiếp này. 5 cm. 5 cm. Rồi chúng ta đo đây, đánh dấu điểm 4 cm. Đúng chưa? Rồi, vậy thì đây chính là điểm này. Bây giờ chúng ta nối vào. Nối vào để được hình chữ nhật có chiều dài 5 cm và chiều rộng là 4 cm. Nhà thầy hơi ồn tại vì cái giờ này là giờ các em học sinh nó đang là tan học. Đang là tan học nên là nó rất là ồn. Rồi, hình chữ nhật này của chúng ta là A, B, C, D. Chiều dài là 5, chiều rộng là 4. Nối trung điểm M của AD. M của AD này. AD đây. Được chưa? Đây là trung điểm M của AD và trung điểm N của BC. BC đây là N. Đấy, ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, đúng không? Đấy, mình cần nối đây nè. Chưa? Đấy, như vậy thì tất cả các hình tứ giác này, đây đều là hình chữ nhật, đúng chưa? Rồi, chúng ta vẽ xong nha. Họ hỏi câu B nè. Các hình chữ nhật có trong hình trên là. Đó, chúng ta sẽ liệt kê ra. Hình chữ nhật có trong hình trên nè. Đầu tiên là hình chữ nhật lớn đầu tiên đã đi nhá. Hình chữ nhật thứ nhất. Hình chữ nhật đầu tiên họ cho A, B, C, D. Rồi, hình chữ nhật thứ hai nè. A, B, N, N, M nè. A, B,
là mà hình chữ nhật thứ ba mà là c c d mà là c d nó có mấy hình chữ nhật các em? Như vậy thì có 3 hình chữ nhật đúng không? Rồi còn hình chữ nhật nào đúng không? Hết rồi đúng không? Rồi tiếp theo họ hỏi những gì? Các cạnh song song với cạnh AB. Song song, cạnh song song là cạnh là gì? Hai cạnh đó có khoảng cách bằng nhau và không bao giờ nó gặp nhau. Vậy thì AB này, các cặp cạnh song song đó là các cạnh gì? MN, D, DC. Đó chính là MN và D, DC. Rồi, thấy chưa? Đó, như vậy thì trong ít phút thầy và các em đã chinh phục xong cái bài số 47. Và như thường lệ đến cuối mỗi video các em nhớ chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật nhiều những bạn đang học lớp 4 nha. Rồi, tạm biệt các em.